Loài hoa trông như đầu lâu khi héo, hoa mẫm chó rực rỡ khi nở. Tuy nhiên khi héo, những bông hoa này trông như đầu lâu trong phim kinh dị. Thomas Nelson, chuyên gia chăm sóc sân vườn, chia sẻ trên tạp chí The Garden. Khi héo úa, những bông hoa này trở thành đồ trang trí hoàn hảo cho khu vườn đậm chất ma quái. Chúng thật đẹp khi bung nở, một khi đã héo úa, mọi thứ thật rùng rợn. Những bông hoa sẽ mang hình dạng sọ người. Thời xa xưa, cây mõm chó được xem là sở hữu sức mạnh thần bí. Người ta thường đặt chúng xung quanh nhà để chống lại các lời quyền rủa của phù thủy. Thời Victoria, loài hoa này là biểu trưng cho sự lừa dối, nghi ngờ và huyền bí. Có những câu chuyện kể lại phụ nữ sử dụng hoa mõm chó để giữ vẻ trẻ trung. Ngày nay, loài hoa này được trồng trong các khu vườn ở châu Âu, Mỹ và Bắc Phi. Hoa mõm chó có đặc tính khá thú vị. Khi nở bông hoa như một đôi môi đang hé, trẻ em thích vạch mõm nó ra, rồi xem các cánh hoa từ từ khép lại. Các loài hoa mõm chó có đủ màu sắc, trừ màu xanh. Đây là loài cây có tuổi thọ ngắn. Việc trồng hoa mõm chó cần đặc biệt cẩn thận vì rễ của chúng dễ bị thối rữa. Nó có thể sống tốt trong thời tiết lạnh. Người ta thường trồng hoa ngay trước khi mùa xuân bắt đầu. Khi chết, hoa sẽ trở thành vật trang trí hoàn hảo cho lễ hội Halloween. Các bạn có cảm nhận gì về loài hoa này? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé.